Nói thiệt là ăn cơm trắng hoài lâu lâu cũng ngán. Không chỉ ngon mà còn tăng gấp đôi dinh dưỡng. Còn rau và thịt thì bạn có thể trộn tùy thích. Rất dễ làm. Đầu tiên bạn xào thịt đã thái hạt lựu. Thêm cà rốt thái hạt lựu và xào cho đến khi mềm. Sau khi tất cả các thành phần này được xào chung, thêm rong biển. Trộn đều tất cả lần nữa. Xếp lại thành hình như video. Điều cần lưu ý ở đây là vì cách này bạn có thể gói cơm ngon hơn. Toàn bộ quá trình cơm nắm làm theo cách này vừa